Vâng, xin chào anh em cơ khí, đặc biệt là những anh em yêu thích hàn xì. Thì hôm nay mình sẽ có một cái màn mở hộp hay là đập hộp một cái máy hàn Billy khác nữa. Thì trước mặt mọi người đây là một cái dòng máy hàn ZX7200G mà mình có đăng tải video để giới thiệu về nó. Mình báo giá là 800.000. Thì cái máy hay này thì cũng được rất nhiều anh em đón nhận và đăng ký mua rất là nhiều đấy. Máy đấy. Thì với những cái nhu cầu hay là những cái nguyện vọng của anh em là muốn có một cái máy nó khỏe hơn một chút. Máy này là 200. Máy là 200G. Cái dòng của nó là 200. Thì anh em muốn có một cái máy cái dòng nó khỏe hơn một chút thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy mà bên mình vừa mới nhập về. Thì máy này nó là 250, dòng của nó là 250 và hãng của nó vẫn là Danima, hãng nó vẫn là Danima mọi người nhé. Vào đây, máy nó là màu vàng cam như này. Đây mọi người nhìn cái máy này. Máy Danima ZX7 250G. Thì cái máy này thì nó cái công suất nó lớn hơn. Đây là mình hàn thì nó có độ bắt mối hàn cao và mình hàn được que to hơn. Và nó khác biệt với cái dòng 200G, ngoài cái công suất ra thì nó đây nó có một cái màn hình hiển thị đồng hồ đây. Còn cái ZX7 200 này nó không có. Để anh em dễ dàng quan sát. Và cái máy này thì mọi người cũng nhìn thấy là mình mở hộp ra thì bên trong này nó không có bộ dây mà nó có một quyển hướng dẫn sử dụng này. Và những cái đầu các lối và một cái lục lăng thì nó cũng giống như con ZX7 200G như này thì nó cũng không có dây, nên là 800.000 là mình cũng báo là nó là không dây mọi người nhé. Và cái con này bên mình đang bán ra với giá là 1.050.000 là không dây. Đấy. Và cái máy hàn này thì nó phù hợp để mình hàn gia đình, nên là cái kích thước nhỏ gọn của nó đây, mọi người nhìn đó, kích thước nhỏ gọn. Và thứ hai là nó có một cái trọng lượng nó vừa phải, nên là mình xách đi xách lại hay là mình leo trèo ở trên cao, mình xách lên cao là một cái dòng máy rất là tiện dụng. Đây là đằng sau của nó. Đấy, mọi người nhìn cái thông số đây, công tắc quạt gió. Thì và sau đây thì mình sẽ hàn thử cho anh em xem luôn. Vâng, bây giờ mình sẽ hàn thử cho anh em xem cái quá trình hoạt động của cái máy ZX7 250G này như là. Thì đầu tiên mình sẽ hàn lại con ZX7 200G này cho anh em dễ quan sát và dễ dàng so sánh hai con nó hoạt động như nào. Thì trước khi mình hàn thì luôn là mình phải sử dụng một cái mặt nạ hàn điện tử, vì mình là một người hàn nói chung là được một cái thời gian ngắn thôi, nên là cũng không biết hàn. Nên là anh em nếu mà thấy mình hàn có cái sự luống cuống thì anh em cũng thông cảm. Đấy, cái mặt nạ hàn luôn. Thì bên mình cung cấp tất cả dòng mặt nạ hàn các loại, giá rẻ có, giá cao có, nên anh em cần thì có thể liên hệ bên mình. Đấy. Thì mình sẽ hàn thử cho anh em xem luôn. Và cái máy này thì nó sẽ sử dụng là que 2.5. Đấy.
Quay 2.5. Nên là mình dùng gia đình thì quay 2.5 là nó sử dụng là ổn rồi. Hầu hết các mối hàn là mình đều hàn được quay 2.5 cả. Đây thì mình sẽ hàn thử luôn. Đây mình đã tham vận bằng cái đất là 200. Là nhìn cái tên đó. Mình sẽ hàn thử thôi cho anh em xem. Mình cũng không biết hàn nên là anh em thông cảm nếu mà thấy mình hàn nó không được đẹp. Đây là quá trình hàn thử thôi. Mọi người nhìn thấy hoàn. Nói chung là thấy anh em cũng thấy đập đập này nhưng mà mình cũng không xem lắm. Cái quy là nó hoạt động như vậy. Còn bây giờ mình sẽ lắp luôn sang con máy ZX7-250 này. Lắp sang. Con này thì đảm bảo là sẽ khá khỏe nếu mà anh em sử dụng. Đây mọi người nhìn cái đồng hồ hiển thị đây. Đấy bạn. Đây là mình sẽ vặn vào mức là 200. Xem là nó hoạt động như nào. Anh em cảm nhận được cái độ bắt mối hàn của nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái con 200 kia. Vì chắc chắn là con 250 thì nó sẽ khỏe hơn con 200 rồi. Và thứ hai là nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị đây thì nó sẽ tiện dụng cho anh em nếu mà anh em muốn tăng giảm. Đấy. Và sau đây mình sẽ lấy một cái que 3 ly. 3 ly 2. Để mình hàn thử. Bó que này nó khá là chắc. Đây que 3 ly 2. Đấy, đây que, đây que 2 ly. 2 ly rưỡi. Đây mọi người sẽ so sánh. Mình sẽ lắp luôn cho anh em. Làm thử luôn. Đây mình sẽ vặn về 230 đi. Đấy, anh em nhìn cái máy này thì mình hàn được que 302. Và những dòng máy gia đình như này thì anh em nên hàn trong quá trình hàn nên chấm ngắt. Và nếu mà kéo thì mình nên kéo cái đoạn nó ngắn thôi, tầm khoảng 1-2 giây, 3-4 giây thôi. Mình không nên kéo cái đường dài vì nó mặc dù công suất nó cao lên nhưng nó vẫn là một cái dòng máy hàn gia đình. Để tăng tuổi thọ và đảm bảo tuổi thọ của dòng máy thì anh em lên hàn chấm ngắt. Chấm ngắt và mình sẽ căn cứ là mình sẽ chỉnh được cái mối hàn nó được đẹp nhất. Đây. Hai sự lựa chọn là một 800.000, một cái dòng máy ZX7-200G là bao gồm máy vào đầu rắc lối, và con này là 1.050.000, cũng là đầu lối rắc lối vào máy.
Còn nếu mà anh em mua thêm dây thì sẽ cộng thêm 200 nghìn nữa. Mình sẽ lắp sẵn cho anh em một bộ dây như này, là thêm 200 nghìn nữa. Có nghĩa là sao, cái máy này nếu mà cả bộ, cả dây nữa là 1.250.000. Còn cái máy này thì nó là 990.000. Nên anh em nào muốn mua có nhu cầu thì có thể. Xin chào anh em, thì hôm nay mình xin làm một cái clip để test cái quá trình hoạt động của cái máy hàn Dalima ZX7 250. Thì mọi người nhìn thấy ở đây, cái máy đây. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ đốt 5 que hàn cùng lúc. 3 que là que 2.5 ly và 2 que 3.2 ly. Thì mình sẽ đốt cùng một lúc. Và tiện đây thì anh em cũng xem luôn quá trình hoạt động của nó như nào. Thì mình cũng nói luôn, trong quá trình sử dụng thì cái dòng máy này thì mình bán chủ yếu cho những khách hàng dùng trong gia đình. Nên là chẳng hạn như là anh em mà họ muốn mua cái dòng máy này thì cái lời khuyên của bên mình mua chỉ chủ yếu là mình tính giá gọi là một cái máy phụ cho anh em sử dụng thôi. Chứ còn chẳng hạn như là anh em mà mua một cái máy giá nó cũng chỉ trên có thôi, mà anh em thay cho một cái máy gọi là máy chính của anh em thì cái đấy thì nó cũng chưa được ổn cho lắm. Vì thực tế ra cái máy này là nó thiết kế cho hàng gia đình thì hàn cái cường độ, cái công suất nó vừa phải thôi. Nên là anh em lưu ý trong quá trình mình mua thì mình cân nhắc nên mua cái loại nào cho nó hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ hàn luôn cho anh em xem luôn. Đây. Thì mình sẽ hàn que 2.5 trước. Và tiện đây thì mình cũng có cái dòng kính mới về của bên mình. Anh em nào quan tâm thì có thể là liên hệ. Đấy, anh em có thể xem qua cái hình dáng kích thước của nó này. Mình đeo thử cho anh em xem. Đấy, anh em xem bình hàng nhé. Thank you.
nóng đỏ lên anh em. Quay thứ ba này. À, đây là que 32 này. Đấy. Thì là que thứ tư rồi. Mình sẽ đốt hai que 32 cuối cùng. Sử dụng cái kính hàn điện tử này cũng rất là tiện, khi anh em hàn mình không phải lo đau mắt, không phải nhắm mắt nữa. Trong quá trình hàn thì mình sẽ hàn lốt cái que 32. À, tiện đây mình sẽ quay cho anh em xem cái kính này nó chớp như nào. Để anh em đợi em tí nhá. Mình chỉnh cái góc camera tí. Rồi anh em để ý một chút. Tình hàn như này thì đảm bảo anh em là sẽ không bị đau mắt. Đấy, khi mà mình chấm bữa hàn nó sẽ tối lại. Nếu mình nhả ra nó sẽ sáng lên. Ok. Thì cái dòng máy này thì anh em để ý cho mình là nó được thiết kế để cho hàn gia đình nên anh em lưu ý như thế. Còn anh em muốn mua về để hàn chấm gá, mình hàn quảng cáo, mình hàn sắt hộp mỏng thì rất là ok. Đấy. Còn chẳng hạn như là anh em có cái thắc mắc hay cái những cái ý kiến gì thì có thể là liên hệ trực tiếp bên mình, có thể để viết lại cái phần bình luận ở dưới. Thì cái giá sản phẩm kính hay là
máy hàn thì bên mình sẽ up công khai cho anh em ở phần mô tả của video này. Thì anh em có nhu cầu để gọi liên hệ cho bên mình. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em nhé. Đấy. Nên là anh em cứ alo thì bên mình sẽ phục vụ tận tình cho anh em. Cảm ơn anh em xem video này.